chuối. Hôm qua là hát cho đặc sản chuối ngự đây. Xin chào các bác nha. Xin chào các bác nha. Thì đợt này là gia đình tôi là cùng với một số anh em bạn bè đang có một chuyến đi đi lễ cộng mấy là kết hợp với du lịch. Thì là điểm đầu tiên xuất phát hôm nay là đền Đông Cuông ở tỉnh Yên Bái. Đấy, đây là trước là cửa đền. Đây là đoàn nhà tôi. Thì mọi năm thì năm nào đầu xuân thì gia đình tôi cũng đi đi lễ đầu năm để cầu bình an mặt sức khỏe, kết hợp với cả đi du lịch. Đấy, thì mấy năm vừa qua thì dịch bệnh nhiều quá nên là không đi được. Thì cái đền Đông Cuông này thì là ở thuộc thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái. Đấy. Đây là một ngôi đền rất là linh thiêng, nằm ở cạnh sông Hồng. Bên trái chúng ta là con sông Hồng. Đây là ngôi đền chính. Đấy. Đây là nơi thờ chính mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn. Khi mà chúng ta đi lễ thì là có cảm giác gì đấy rất là bình an. Trong khi là đang hầu đồng. Đây. Đây là cửa đền mẫu. Thì những cái bác mà quay video là những bác mà ngoài sở thích đam mê câu cá thì có thể là đến tham quan du lịch. Bên kia nữa, sang này luôn đi. Kia. Hai bên. Bên này là bằng cột đá. Đẹp nhỉ. Tại trong đền là đang có hầu các bác. Các nào mà hay đi chùa thì sẽ biết hầu đồng là như nào. Việt Nam ta có rất nhiều các tín ngưỡng văn hóa các vùng miền. Đấy, trước mắt các bác thì đây là chính là sông Hồng. Đấy, sông Hồng chảy qua trước cửa đền luôn. Đấy, đây là một cái bãi rất rộng. Đây là đèn, phía trước là đèn. Giờ hai vợ chồng tôi sẽ dẫn các bác ra ngắm con sông Hồng. Đấy. Sông Hồng thì ở hai bên này là người thời đang trồng ngô này.
Ngô ấy. Ngô đấy. Bên kia là ngô đã thu hoạch rồi kìa. Đây là đất cát nên là rất là dễ trồng. Đất cát đây. Được, cây ngô đây này. Thế ngày xưa tôi bé thì là thay theo mẹ đi trồng ngô. Trồng ngô, trồng khoai. Thì là nhiều khi là trong cuộc sống thì các bác xem kênh của tôi không phải là mỗi là câu cá. Gia đình tôi rất thích đi khám phá những cái miền đất mới, những cái vùng đất ở các tỉnh của đất nước Việt Nam, thì từ đó có thể chia sẻ với mọi người những cái địa điểm mà không phải ai chúng ta cũng đến được. Thì đây gọi là đi lễ kết hợp với cả đi du lịch. Thấy các bác nhìn chưa, quay đúng kiểu 360 độ này. Đây đây, đây. Chậm thôi. Ừ. Chóng mặt quá. Đấy, bây giờ là sông. Con sông Hồng. Đây liệu có cá không? Nước chảy cũng xiết phết đấy. Đây rất nhiều cá là khác. Trước mắt các bác là con sông Hồng. Ở bên kia có một đền nữa. Nhưng chắc phải đi thuyền sang. Đây rất nhiều cá luôn. Này chỗ này ngồi câu được phết đấy chứ nhỉ. Ừ. Nhưng mà nước chảy đấy, phải có cái hõm này đây, vào trong cái hõm chỗ này mà cái câu chỗ kia kìa. Hốc đá kia chắc là rất nhiều cá. Cá khủng nó đang nấp ở đấy. Chỗ này cho có cái hõm này nước nó chảy hơn này. Ừ. Đây đây bên kia là cây ngô ấy. Xuống đây. Xuống đây hả? Ừ. Chỗ kia nó đi theo mình luôn kìa. Ồ, theo mình luôn à? Chạy chứ, đằng nào ở trong đấy làm gì đâu. Đây. Đây là những cái bắp ngô của bác nha. Đấy. Đã bắp chưa? Đây là những cây ngô này. Cây ngô này vẫn còn non này. Hạt vẫn non lắm. Đây là bắp ngô. Ngày xưa có những cái cây nó có hai bắp cơ. Đấy như cây này có hai bắp này. Một bắp, hai bắp à. Bình thường một cây nó chỉ có một bắp, nhưng cây này nó có hai bắp lô luôn. Thấy chưa? Nhìn đẹp chưa? Bay đè. Vợ tôi, hai vợ chồng rất thích đi lang thang. Đây là con sông Hồng. Trời, rất đẹp. Ở đây khi có nhiều ốc, nhiều chai xuống xem có con gì. Đây toàn đất cát. Không có ốc biết gì nhỉ? Không. Các bạn chỗ này nó có xuồng nó hay đi ấy, chứ là nó không có đâu. Nước ra đây thì ta cảm thấy rất là tự do đấy. Thì bây giờ là chúng tôi là đã vào lễ xong và chuẩn bị đến một cái địa điểm mới, đó là đền ông Bảy, hay còn gọi là đền Bảo Hà trên Lào Cai. Kia là cái miếu à? Miếu Đức Ông, bên kia là miếu Đức Ông. Nào, chỗ. Chuyên nghiệp bỏ ngu ra. Chỗ nào? Em ở đây thôi. Đây đúng không? Thôi, đứng đây. Anh ơi. Hai mẹ con mình chụp. Đấy đúng rồi. Đấy đúng rồi, đẹp. Tí. Anh Long lệch sang trái tí, lệch màn hình sang trái tí. Bỏ mũ ra. Nào, nhìn đây.
À, ở đây bốn cô ở đây chụp cho kiểu. Nào bốn cô quay ở đây chụp kiểu. Em phải nhìn ra vào đây. Ờ chưa có em. Chưa có mơ màng à? Có đấy chưa mơ màng à? Chưa mơ màng à? Thôi có lại mơ màng hóng anh nào bên kia xong rồi. Điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Sao cần đấy? Điện thoại này à? Chào tầm em đâu muốn chơi theo. Thôi đứng đấy được rồi. Cái chân. Không cái chân đứng như này cơ mà. Một chân bước lên. Bước một chân xuống nó để đi theo đi em. Trời hơi bị đẹp luôn. Sang trái anh ơi, tay dịch sang trái, màn hình dịch sang trái. Sang bên trái một tí nữa. Đấy. Quay sang trái. Quay. Bên trái. Tay tí. Tay của anh đấy đúng rồi. Tư thế kìa. Đấy, chủ thọ chủ ảnh chuyên nghiệp rồi thế này. Đấy. Úi giời. Nào được rồi đi lên nào. Anh ơi lên đây bố chị em một kiểu đi. Lên thế thì phải lên trên kia thì mới lấy núi đẹp hơn. Nhưng mà đấy ngồi chỗ này đẹp cực. Ngồi chỗ này đẹp lắm. Cái bờ đê chụp nhiều. Không chụp cái đấy thuyền này. Thôi lấy thuyền đi. Tôi đưa anh chụp cho vài kiểu. Nào thằng này là vô đây chụp ảnh nốt xong rồi đi lên. Ba. Kiểu nữa nhá. Ok, kiểu nữa. Thôi ạ. Vậy là tôi đi tác nghiệp để gọi là ghi lại những cái khoảnh khắc mọi người đi cùng nhau để sau này là thỉnh thoảng xem lại. Đấy, bây giờ là kết thúc điểm thứ nhất là đền Đông Cuông ở Yên Bái. Bây giờ chúng tôi sẽ lên đường tiếp lên thành phố Lào Cai. Được. Đấy giờ tao bảo rồi anh để anh thấp xuống. Kiểu sau nhá. Nghiêng này. Đấy đúng kiểu. Rồi. Anh phải nghiêng cái này nghiêng này. Đấy. Kéo ảnh nó mới lên, kéo chân lên được. Gọi là này. Cái spa rất là nhiều đúng rồi. Yên tâm đi. Thoải mái đi. Chị em xác định rồi. Chụp một mấy ảnh ngay để mà up cả lắm anh ạ. Đấy. Sau này là thỉnh thoảng buồn là cứ vào video và xem lại. Mắt các bác đây là những cái ruộng bậc thang. Thì bây giờ là đến đây chúng ta vào tháng 10 ấy, thì lúa chín rất là đẹp. Ở trên đây thì người dân mỗi năm mà chỉ có một vụ lúa thôi, không như ở dưới xuôi. Thế là rau cải, hoa rau cải.